Phí hết cả tác dụng, mất hết cả tác dụng. Ai bảo ba toa bốc phét? Ui ôi. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với dài thế. Hôm nay đến giờ anh em mình ra đồng rồi mọi người ạ. Đang chuẩn bị ra đồng để xem có vụ nho. Một cô bắt ốc. Và một cô bắt ốc gì đi đón nước thôi. Đón nước anh không mang cuốc à? Kiếm tí rau dưa. Rau dưa. Thôi, anh em mình bắt được lượn. Lượn thôi, lượn thôi. Đó. Đi, bố, nhưng mà phải đón nước cho cả anh em thôi anh. Chị bố. Đang đón nước. Sau 15 phút lượn đồng không có gì hot, gần hết cả xăng, anh em mình lại quyết định đi tắm rồi. Đi tắm suối bắt cua nướng. Chả có gì hot cả hôm nay. Đi. Đi ra kia tắm cái gì chuẩn bị ăn trưa ấy, chả sướng. Sướng. Thôi em ơi, bóng nhanh đấy. Đồng thế. Tắm suối ấy, băng hội ấy. Băng hội tắm suối. Băng hội, cái băng. Băng hội tắm suối. Tắm không? Hả? Có. Anh cho xe xăng ở đây ra. Để lửa đường luôn đường anh, nhà mình. Anh ngáng bảng vừa rồi. Đường nhà mình mà. Này. À chà. Có con chó. Nhìn đây này. Đây này. À, bọn này tắm rồi nhép ghê nhỉ. Thằng nào thi lặn không? Mặt thế. Bơi mà đệ này, anh trốn hết đây. Lặn chay chay trùng trùng không? Con này trốn mẹ ra đây tắm nhá. À, chỗ nào cô ơi? Thành này. Chỗ nào cô ơi? Ơi, em lên cho bọn nó lên hình nhé. Nhanh lên. Thằng này chỗ nào phải không? Ai? Con thằng này trốn nốt này. À thằng này. Lại là à đây. Thằng này con nhà ai nhỉ? Thằng con nhà ai nhỉ? Hả? Tự nhiên quên nhỉ? À, bảy lé. À, mày chết trốn nào. Trốn nào kìa. Ai, mấy thằng kia trốn nữa rồi. À, mày chết, mai mày chết. Trốn nào đi. Mùi thông phải nhận như vậy. Bật không? Có, bật rát. Mát rồi. Lúc này anh chả chăng luôn chứ nóng. Đủ vòng không? Không, em không biết bật. Chưa à? Nào cho về lại nhá. À. Ok. Anh vừa cầu ấm đấy. Ôi, thôi. Mát vai. Rất chai chai trùng trục đây. Anh ơi, em đói quá. Đâu rồi? Ai? Đi kiếm cái gì ăn này, em đói quá. Có, ngói này. Ây, ta lại được viên ngói. À? Hả, sao? Ngói ăn được à? Ấy, mày bắt chai chai đi, tao nướng cho. Chai chai á? Nướng bằng ngói. À, được đấy. Nhưng mà sao nó nổ? Không nổ đâu. Ngói non thì không nổ được. Tao có món ngon lắm. Món gì? Ở đây nhá, tao về tao lấy. Ui giời, đặc sản nó gọi là... Này, anh đừng mang cái thể loại chim bò, chim chó, chim lợn ra nhé. À, mày nhớ nhá, chim là mày không ăn đúng không? Chim không bao giờ ăn. Ờ, được rồi, đợi đấy, tao về tao lấy. Trừ khi chim bay.
Tao về tao lấy đấy, từ tao lấy xe đã. Thế em lại đi chơi chơi nhá. Ừ, mày cứ để ý tí nữa tao mà. Ngọc, ngọc kê mày chưa biết à? Bớt nữa đi thì lại còn ngọc kê làm cái gì? À. Ui. Em làm chơi chơi nhá. Ừ. Lấy xe đã. Đây, cho mày xem. Ngọc kê này. Ây. Anh kiếm đâu? Đây, đây cũng là chim nhá, đi mò chai chai mà ăn nhanh. Đây là xuống. Trứng mà. Trứng cái gì? Trứng cái gì? Ăn với đi. Không, ngọc kê đấy, hôm nay sẽ làm món ngọc kê nào. Trứng gà. Nướng ngói, nướng ngói. À. Xem. Xem cái gì? Trứng gà cái gì? Mày xem. Bỏ ra. Anh kia đang nhảy đây không? Là chim gà. Trứng gà. Trứng cái gì mà trứng? Kéo trứng gì to đấy. Ui, này. Các bạn nhìn này. Con này phải gà đại cụ ấy. Hôm qua. Hôm qua chả biết trứng gì mà tôi chả bá này. Ờ? Cá lú. Hôm qua chả biết bố anh kiếm đâu ra ấy. Bỏ lờ, bỏ lờ. Kéo bố anh lại tiến lượt con nhé. Tiến này giống trái lượt điên con. Điên à? Không, đây là gà đấy. Chim lượt con à nó. Ờ, thế mày không ăn thối. Không ăn thối. Thôi, nhưng mà em ăn bẩn. Em ăn bẩn. Ba. Em ăn bẩn thì cũng được, nhưng mà em đang đói. Ôi, đang quay gì đấy? Ăn món gì đấy? Dạ. Gà gọi là món này gọi là ngọc kỳ. Giấy gà. Giấy gà. Mà ư vậy. Bà đi qua đây được không? Vâng, bà cứ đi đi. Ôi, làm bà. Gà gì mà quá đại khu. Bà thấy con bà thấy con gà nào mà nó to, cổ nó to như này chưa? Đây là hạt cả của lợn đấy. Lợn. Lợn mà không ăn thôi. Em thấy giống gà. Lần trước ngày em kiếm lợn cũng to như này nè. Có lợn nó khác. Hấp bia nào đây? Không, nướng à. Nướng, nướng ngói. Thế anh không ướp cái gì à? Không phải ướp, món này đặc biệt là không phải ướp mọi người ạ. Cứ thế mà. Nhìn quả này mập này, chim mập. Chim cực mập luôn. Mập cú lút. Tao tưởng mày không ăn, mày bảo mày không ăn mà. Thôi, em ăn, ăn mà. Bẩn thì cũng được. Mày bảo mày không ăn mà. Nhưng mà đói. Nào. Ui. Em ăn quả chim hợp rồi. Lý. Hai quả chim này chắc là cũng một cặp rồi. Chim nào to nhỉ? Đây. Quả này đỏ hòn này. Định nướng củi nhưng mà nướng bằng cái này nó tiện hơn mọi người. Bố anh ăn dám ăn sống đấy. Tao chịu. Nhìn, nhìn lấy bật lửa đi. Hấp dẫn lắm này. Lấy bật lửa đi. Ôi xuôi lấy đâu bật lửa. Kìa kìa. Anh mang à? Ừ. Ôi xuôi. Xa xa. Xa. Ra đi em nhóm nhớ. Chấm thẳng. Cái này ra. Ôi xa. Việc. Cái này đã cháy đâu? Dầu dừa tí nó cháy rồi. Kiếp dầu dừa. Hả? Cái này nổ ngay. Nổ đâu? Em thấy nó nể rồi. Nể. Ôi, anh phải cho dầu chứ. Thì cho nước được. Chờ à? Thì không cần dầu nữa. Đáng thẳng. Thì đợi đã. Thế thì tráng qua nước nước đi cho nó bỏng. Tráng nước nữa thì nó bỏng là sao? Nổ. Không nổ đâu. Sẽ có một quả nổ. Không biết quả này hứng nổ không nhỉ? Nổ đấy. Đụng mặt thì thôi rồi. Không được mày tìm mà lại ăn. Em thấy người ta cho nước vào cơ mà. Cho nước vào làm gì? Cho nước vào hay cho dầu vào ấy. Nó mới sôi mạnh. Nó mới bỏng. Đấy. Trong cà nó có dầu rồi. Cà nó có dầu. Tinh dầu mà không biết à? Tinh dầu á? Từ mày xuống mò viên gạch nữa thì để tao làm bát nước chấm. Anh đi mà mò lười. Mày kia đi. Cái gì? Mày mò viên ngói đi. Anh đi mà mò lười. Điên. Thôi đưa đây mày, em lấy rồi. Mày nướng đi. Em nướng nhá. Mày thích cái đâu? Hả? À. Mày thích cái đâu? Mày chỗ này lâu. Đi mà tao mò đi. Ai? Nướng. Mày chín. Mày cứ phải ngồi ở đây. Hay là tao mò viên đá nhỉ, hay nhỉ? Anh mò đá đi nướng. Em thấy người ta nướng đá chứ làm gì ai nướng ngói. Mà ngói này kéo của nhà người ta nhé.
tôi đi mà anh không giả. Mạch ơi, đâu rồi? Mạch ơi, cả thế đá rồi, toàn ngói là ngói. Cái viên này hơi bẩn. Bẩn đấy. Chấm gì để tao cọ? Cần nước chấm. Lấy gì? Anh lên giật cỏ mà. Giật đi. Không giật được. Đưa tao cái nút kia để tao cọ. Nút kia chưa? Không. Nút tôm à? Cái gì tôm? Mình giật cái gì cũng được. Đấy. Rọ tôm, quên mì tôm. Được viên nữa. Em nghi nó nổ lắm. Không nổ đâu. Anh cọ làm gì? Nướng tiếp à? Để phòng. Dở. Nổ thì mình lại có viên mới. Nhưng mà em chả thấy nó chuyển dịch gì cả nè. Chưa, nó mới. Chưa thấy có chuyển dịch gì. Chưa. Sơ thử xem bảo không. Anh lên lật đi. Chưa thì lắm. Đấy đấy, sôi sôi này, sôi sôi này, sao mà chẳng? Sôi này, đấy. Sôi sôi này. Cho thêm đi, cho thêm đi, cho thêm đi. Đây, ra đây tao làm nước chấm. Dầu dừa. Dầu dừa. Nước chấm siêu cay khổng lồ. Không nổ được đâu. Mày tin tao đi. Ngói đỏ này nó làm từ đất nung mà, nổ gì? Nó nung sao nổi đất vẫn vỡ bình thường? Nổi đất nó chỉ nứt thôi, nó đun nhiều quá nó nứt. Ngói đỏ này nó cũng từ trong cái đấy ra mà. Cái đất nung ra mà. Cho thêm vào. Làm tí. Làm tí có tí hành khô. Kinh đấy còn mang hành khô. Thằng ấy đôi mẻ. Kinh điển ngon lắm mọi người. Phê lắm. Trên kia rộn nhịp đấy nhỉ. Anh em mình ăn xong anh em mình lên. Ôi sao rơi được. Đây. Hạt chim. Hạt chim. Mày bảo mày không ăn chim cơ mà. Mày bảo mày không ăn chim cơ mà. Mày bảo tao không ăn rái mà. À lại bảo là hạt chim. Thôi, thế thôi. Sao? Còn gì tuyệt vời hơn? Lâu chín lắm. Chiều tối này mà đi tắm rồi lại có cái đồ ăn nữa thì trời. Hết ý. Cái này lâu chín. Nhanh thôi, cả này chín lắm. Còn sơ ấy mới chín. Tao cứ làm nước chấm dần cho nó bay bẩn. Dưa. Mai em chả thấy sủi cả. Marika. Không thấy sủi nữa à? Cho thêm cồn đi. Kệ nó thế, từ từ. Thả nút cu cùn, đưa cái kia đấy. Đưa cái đấy đây, cho tao thả vào đây. Thế vào nó cháy luôn. Cháy được lò. Cháy ngay. Thế lấy cái lon mới đâu? Cái gì khó. Lấy cái lon nữa đây. Hết rồi. Ủa trâu nó hết rồi, không phải tắm trâu sướng nhỉ. Ôi cá nó rỉa chân ta. Ủa quả này xun xun này. Xun chim. Cái chai. Bỏng ấy, bỏng ấy. Bỏng lắm. Bỏng. Này còn sôi chín. Sôi chưa này. Đâu? Đấy, thấy chưa? Sôi à, sôi trong góc góc này. Đấy, xa, ok. Ấy da. Tiến đặt lên ngói ăn luôn à? Không, chín thì ăn. À, mọi người thấy chưa? Thấy ở ngoài này nhanh chín hơn anh ạ. Ê, anh ạ. Còn đây nhanh chín rồi. Hả? À? Thấy ở ngoài này nhanh chín hơn. Chật chật. Sôi dính chịch này. Đấy, mọi người thấy sôi chưa? Đó. Nó màu đỏ chuyển thành màu trắng rồi. Ừ.
bắt đầu tái rồi. Ui, mâm cả gà luôn. Phê nhỉ. Ăn ngon đấy. Ui, quả to này nó chín chưa nhỉ? To tròn nó kỹ kỹ. Chín rồi. Quả này lọt đi đỏ hồng đấy. Bị mé đấy. Kia quả hồng đấy. Ui, chà chà. Ui. Đấy. Không phải dạng vừa đâu. Đói quá. Vừa đâu. Chẳng phải dạng vừa đâu. Đấy. Quên đi mẹ bố mới để im lên nước vào trôi đấy. Trên kia này nó chửi bậy quá. Bố mẹ không bọn đừng là... nhờ nuôi ăn gì hả? Một chạy. Thôi chứ. Phí công ăn học. Mấy thằng nó mất dạy nhỉ. Cô giáo à, mấy cô nó chắc không ăn dạy nữa. Bây giờ em mà nói mất dạy nhá, cô có bả thằng mồm ấy. Lục. Giáo sư. Chọc nó cô giáo sư. Chưa chín. Tao thử xem chín chưa thôi. Xem mọi người nó thử đã. Từ đây tao cắt cho. Không. Chưa. Giống em mới. Chín rồi. Chấm. Tôi mời mọi người nhá. Chấm em thử quả. Thử miếng. Đây này. Đấy, gạt miếng hành này, đây cho thêm tí muối. Thôi mặn. Ui ngon lắm. Này. Với ăn thử với, chín ăn dần rồi. Ăn dần đi, đây, chấm ra đi. Ngồi đó. Mời cho cả các bạn nhé. Ngon lắm. Đây cho thêm tí muối rồi. Ấy như anh mang đũa mà. Ủa đũa. Ăn món này đũa mất ngon. Mời bạn nhá. Không biết ngon đâu. Không biết là giấy gà hay giấy lợn. Giấy chi ở đây là gà. Tôi chỉ sợ cái quả này nó nổ phọt phát đây. Mất nước. Ngon lắm. Ngọt ngọt cực. Ăn ngọt lịm các bạn ạ. Anh mua ở đâu ấy? Đi đâu tao thấy ở nhà, trong cuộc tao lấy đâu ấy? Hãy bố anh đi làm giúp đám cưới. Đám cưới là cần gà khủng. Ui à. Bố anh lổm hết được đấy. Bỏng chưa? Bố anh lổm hết quả cắn đấy. Bỏng dít hết cho nên nó bỏng. Ngọt đấy. Cháo gì ăn ngon bằng cả. Bỏng quá. Bỏng quá. Chín hết rồi. Có đem quả cà rái đâu đấy. Mày lại để sống với kia lẫn lộn rồi. Quá. Em có dao. Em con dao em chọt ra cho nó bỏng. Không phải dao thổi á. Cà rái này ăn ngon nhỉ. Đây, thêm tí hành khô này, làm miếng ớt nữa nào. Trời ơi, đời chỉ là thế mà thôi. Bóng bỏng ăn ấm ngon đấy. Chúng mình thịt gà á, nhà mình thịt gà. Quả này lắm, lạ lắm. Lạ là sao? Ăn thử mà nhá. Đổi. Kìa. Này cà gì? Nó rái này nó bị ung. Nhè. Chắc chim con này bị ung. Trước thịt gà á. Đúng rồi. Chỉ tranh nhau quả này hai anh em mình trên này cả. Hôm nay ăn bữa thì dám chê thì. Chán cả gà rồi. Ngọt quá. Ngon nhỉ.
Anh xin lỗi. Anh như tôi mua mày. Bơi cho ra đây cho nó đỡ bỏng. Kệ nó. Cho hạt chim này vào. Ngon. Mấy cái em chả thích bọn này. Bọn này là mất dạy. Bọn đấy á, mà phải cô giáo em á, cô giáo vả là vỡ mồm. Mà em mà được cô giáo á, em mà làm cô giáo á, em vả bọn này vỡ mồm. Lên mà so răng. Hả? Răng bọn nó nặng lắm. Xem thằng nào vỡ mồm. À. Chưa. Thấy rồi nó nguội nguội này. Lỗ vừa phát. Cả hộp vừa phát. Hộp vừa phát. Mình tao phải đẩy nguội nguội. Đẩy nguội nguội mọi người ạ. À. Cháu lỗ phải nguội đây này. Cứ thế này này. Đây này. Cháu chưa. Ngon. Ngon quá. Ơ nhưng mà anh không để cho bố anh quả nào, bố anh về tán nhờ. Hả? Tán gì? Anh không cộng bố anh. Mà cái này trẻ con không nên ăn đâu. Điều. Trẻ con ăn là hại thận. Hại thận. Thật, chỉ có tao mới ăn được thôi. Em hỏng thận cũng được, ăn ngon. Chỉ tao ăn được thôi. Trẻ con ăn được tí tác dụng. Tí ngon rồi. Phí hết cả tác dụng, mất hết cả tác dụng. Ai bảo ba toa bốc phét tác dụng mà nó bắn cho. Đấy nó gọi là ý trời. Ý trời đấy. Dám định ăn mày à? Ây à, bắn phát tí à. Mày thôi. Mày ông mù mắt đi. Không được gì. Tiếp. Ăn nhanh bọn chuyện nó lên rồi, ăn nhanh lên. Bọn nó thùng luồng. Bọn nó thùng luồng lắm, nó ăn hết đấy. Đây nó hát gì nhỉ? Cho em đi chọn lối này. Bỏng ạ. Trời ơi. Tao ngâm nước nhiều quá. Mấy quả này lâu chín đấy nhỉ? Chín rồi. Ăn chưa chín đâu. Ui em ăn no phớt rồi. Chưa chín đâu rồi. Úi chà 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 chà. Chưa chín đâu mà lổm. Bỏng. Em mới nấu chín kỹ. Em nung quả nó em đã cọc quả nó đấy. Cà to nó không ngon bằng cà gà ta mình hay thịt ở nhà nhé. Thế này cà gà gì? À biết không? Cái bố anh kiếm đâu? Không biết hả? Kéo hàng China. Không phải. Ơ nhỉ? Sao có quả nó to kinh 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 như thế này? Kinh khủng. Trời, anh ăn hết vào mồm rồi. Đâu để tao phải ăn. Này! Thì tao ăn thử xem phải hàng Trung Quốc không? Trung Quốc bây giờ cái gì nó cũng làm giả được mọi người. Thế nên là phải ăn thử. Anh đừng có bốc phép đi nhá. Ừ. Không nọ anh vừa. Quả này hình như là anh vừa giả. Có nói chuyện với Trung Quốc ấy. Anh đừng có mà vu khống người ta. Nói chuyện gì? Ai mà vu khống? Vu khống. Nghe đâu Việt Nam không nhỉ? Ai biết được. Chiên vào mà nướng nó nhanh hơn đấy. Dạ, bà ăn
hột gà không bà? Chim gà và hột gà. Chim gà. Ôi tối phết rồi đấy. Đợi chín nhanh lên để tao ăn. Thôi ăn xấu được. Mặt trời đã khuất núi. À khuất mây, khuất bóng. Hãy anh em mình ở đây một lúc nữa. Ngắm ngắm bình minh này. Thôi à, clip này tối chiều này là bình minh hay hoàng hôn nhỉ? Hoàng hôn, hoàng hôn. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Nhiều khi đôi khi hay đơ đơ một tí lú. Vâng, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy clip của anh mình hay, hãy để lại cho anh em mình một ngon một like, share, đăng ký kênh và chia sẻ nhé các bạn nha. Bye bye. Rồi anh em mình là phải đi đón nước đây. Ngon quá.